chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Vario 1/10 độ cái điều áp FI để gia tăng cái bận tốc cũng như lọt đồ chơi hấp dẫn. Các chiếc Vario 1/10 độ như đây sở hữu cho mình một cái bộ điều áp FI giúp gia tăng nội công cho em nó mà mẻ hơn so với mức bình thường nhiều lần. Và bên cạnh đó chủ nhân còn minh lại một số món chi tiết đồ chơi để cải thiện cái độ thẩm mỹ cho cái chiếc xích cưng. Trang bị cặp tay thắng CIC carbon fiber có trọng lượng là nhẹ hơn, ngoại hình là tinh tế hơn so với những mẫu tay khác được bán ở trên thị trường. Cái dòng sản phẩm này được sản xuất rất nhiều những dòng xe khác nhau, quan trọng là phần bản lề, chỉ cần mua cái loại đúng cho xe của mình là được, nó sẽ tự tháo lắp tại nhà mà không cần phải tìm thợ. Dạ, phần đầu của em nó được bắt một cái ốp đầu đồ chơi dành cho cái dòng nào Vario Deep. Bên dưới còn có một cái chữ V nhỏ nằm trong cái bộ body kit dành cho những mẫu xe tay ga này. Chưa dừng ở đó, chủ nhân còn đặt thêm một cái bản tên Titan theo sở đích để bắt vào cái phần mặt nạ giữa của xe. Nhìn xuống cái dàn chân trước, thấy những góc ảnh quen thuộc, cái đĩa kiểu Nissin kết hợp cùng heo dầu Hybrid, thương hiệu đến từ Thái, được rất nhiều em chơi xe này là khá tin dùng. Cái dòng heo dầu này được sản xuất khá tiện lợi, có sẵn là hai loại, đĩa nằm bên trái hoặc bên phải, đi cùng rất nhiều màu sắc cho anh em dễ dàng lựa chọn, và bố thắng cũng rất dễ tìm mua. Còn đây là bộ phận như tiêu đề mình nhắc đến, với tên gọi là bộ điều FI, được gia công bằng chất liệu CNC rất là mỹ. Trên mặt cái thiết, đối với dòng xe được trang bị cái lượng xăng đi vào buồng đốt sẽ được phun mạnh hơn và đều hơn, sẽ cho bứt tốc nhanh hơn. Tuy nhiên nó là công nghệ ở nước bạn, còn thực hư cho những dòng xe Việt Nam thì chỉ có chủ nhân mới biết. Cable S trong suốt được chủ nhân sử dụng là cái nhựa PC rất bền, cái khả năng là chống đập cũng cao, không mùi, gây không gây hư hại cho sức khỏe của con người, chịu nhiệt rất cao. Như theo như của SimFast công bố sản phẩm của mình, có cái lớp chống là tia UV làm giảm tác hại của ánh sáng mặt trời, không làm ố vàng sau khi sử dụng. Món đồ chơi bình dân này có thể lắp vừa những dòng xe như là Bizet, Vario, X. Cái dàn chân sau dùng là phục White S bình dầu, một món đồ chơi đến từ Thái, thêm là khả năng giảm sốc là êm ái cho chiếc xế. Cấu tạo phục cứng cáp hơn so với màn hình có lò xo và ti phục lớn hơn, gia tăng được cái sức chịu tải cho chiếc xe cao hơn cái phục xiên nhiều lần. XT10 với cái sự kết hợp tuyệt vời của chàng đồ chơi kinh điển. Các XT10 bên dưới đây được dọn lại phong cách là cực kỳ quý tộc, với loạt đồ chơi khá đỉnh làm tốn kém của nhiều dân chơi, đặc biệt là những người thích sưu tầm đồ chơi kiển. Không chỉ đẹp, mỗi bản đồ đều lại những món đồ chơi và một bản đồ hiệu năng riêng mà chỉ có chủ nhân mới hiểu. Khoác cho mình bộ áo full leg nhìn rất là khá ngầu. Ngoài ra chủ nhân còn trang trí cái dàn chân đã làm cho mẫu xe này cực kỳ quan tâm từ khi chủ nhân khoe nó ở khắp mọi nơi trên mạng. Trang bị cái dàn chân ứng dụng là mâm dashboard 8 cây phiên bản dành cho cái Xter 155 số, nên nhiều chi tiết phải được minh lại điển hình là cái cục canh bánh dài hơn, ví dụ là cái cù đĩa của cái dòng Xter cũ. Đĩa xin cũng được phải xem xét lại, chỉ mâm ứng dụng là cái đĩa 4 lỗ, còn nguyên bản Xter 10 là cái đĩa 5 lỗ trước sau. Chế cháo lại cặp mâm dính một bên là bài bản thì bắt đầu phải nghĩ đến những chi tiết khác. Điển hình là ở dàn chân trước, chủ nhân đã tận dụng lại cái đĩa xin 245 nhưng đã làm lại cái thất lòng để có thể tháo đắp cái mâm 4 lỗ. Đi kèm đó là những góc ảnh về chú heo của Rambo được đặt làm cái phát theo đúng cái vỏ của xe, sau đó đi xử lý nhuộm đen. Ngoài ra cái phần tạo màu cho em nó có chút màu sắc là sự góp mặt dầu S và lọc ốc Rinam. Nhìn ở dàn chân sau, chủ nhân đã thay thế cái heo dầu Nissin thành của Rambo logo lớn hai bên xứng, đi kèm cùng phát heo 90 độ có thể xây lên xây xuống tùy theo ưa thích. Tuy nhiên nếu mức giá thành phát heo trước tầm khoảng chừng 3 đến 4 triệu đồng thì cái phát sau phải dài và dày cứng cáp hơn, nên mức giá rơi vào khoảng là cao hơn từ 1 đến 1,3 triệu đồng, một con số cũng rất là tốn kém khi chơi heo dầu phía sau. Hệ thống treo của Holin bình dầu nằm ở phía sau có mức giá hiện nay là 10 củ, được rất nhiều em chơi xe kiển lợi dụng để tăng thêm độ sang trọng cho xe cưng. Với chiều dài là 208 mm, phục này cho hành trình giảm sốc là cao hơn, tổng với kích thước là sau phục ti lớn hơn, khả năng chịu tải tốt hơn, lực đàn hồi của xe có thể canh chỉnh trực tiếp ở trên cái phần chân phục cho bình dầu.
Cảm ơn các bạn theo dõi này là kế tiếp. Nhớ like, share, subscribe.